Chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Video hôm nay mình sẽ cùng anh em ghé thăm server S247 để cùng siêu phẩm Tiger, Năm Đế và Khánh Sukiu trong cái trận tâm ma ảo cảnh với cái team quá trời đẹp luôn anh em ơi. Có đào qua cái bang tiêu dao cùng lồn thì nhận thiên dương, thì những cái môn phái này có khả năng đi tâm ma cũng cực kỳ tốt, với điều kiện anh em phải cẩn thận đi chung với team và phải hợp team nhịp nhàng thì mới có thể win tâm ma ảo cảnh. Và team của anh ta đã chọn cái bang tiêu dao và cung lôn. Anh siêu phẩm Tiger là chọn tiêu dao và anh Khánh Sukiu chọn cái bang, cái anh còn lại chọn cung lôn, Nam Đế đã chọn cung lôn. Thì trong tâm ma ảo cảnh anh em nhớ lưu ý di chuyển theo chiến thuật, theo team phải có một anh em phải di chuyển và đợi đồng đội. Và tốt nhất anh em nhớ khi mà trước khi di chuyển anh em phải hú đồng đội một cái, và anh em nhớ tiêu dao sẽ canh những môn phái hệ thổ giết, cung lôn sẽ canh những môn phái hệ thủy giết, và các bạn sẽ canh những môn phái hệ kim giết. Rồi anh em cứ tập trung những cái nhiệm vụ như vậy thì anh em sẽ có được cái chiến thuật rõ ràng. Rồi sau đó anh em sẽ triển khai chiến thuật di chuyển đánh nhau sẽ dễ dàng hơn. Rồi ok, cái giai đoạn đầu tiên đã được bắt đầu. Để xem anh ta đang ở cái khu số 12 và hiện tại siêu phẩm Tiger không có gặp cái team nào hết. Đó, cái team này là một cái team có khả năng càn quét cực kỳ kinh khủng luôn anh em ơi. Cái team này nó giết người kinh khủng lắm, tại vì môn phái tiêu dao là cái môn phái hồi trước giờ mình nói hoài luôn rồi. Nó khống chế cực kỳ kinh khủng, lóc đối phương lên rồi chờ cái ông công lôn sang với ông cái bàn sang mà nập kê thôi. Thì ở cái môn phái tiêu dao này, nếu mà anh em gặp những cái team mà không có hệ thổ đi, thì anh em có thể hỗ trợ cái bàn khống chế những cái ông hệ kim lại, nhưng mà khống chế ông hệ kim anh em cẩn thận, hệ kim có khả năng quay qua nó quét mình cái cũng chết luôn á, nên là anh em cẩn thận nha. Mỗi khi mà anh em hỗ trợ khống chế thì anh em cứ đứng từ xa kéo cái kiểu, rồi nếu được thì lóc lên rồi cứ chạy ra xa, hoặc anh em có thể hỗ trợ anh cung lôn giết hệ thủy, kéo hệ thủy lại. Cái này là trường hợp anh em nào mà gặp những cái team mà không có hệ thổ, anh em có thể hỗ trợ team như vậy. Rồi nếu mà anh em hỗ trợ tốt hơn nữa thì anh em hỗ trợ đánh những cái môn phái hệ mộc để giúp cho cái ông cung lôn có khả năng trốn thoát, tại vì hệ mộc nó dồn nằm kinh khủng lắm anh em ơi. Đó là anh em nhớ cẩn thận cầm tiêu dao hay cầm những cái môn phái khống chế, anh em nhớ chú ý nhìn vào quan sát team xem những cái người nào mà bị khống chế hay là bị đe dọa, mà anh em không có gặp những cái team mà anh em có thể khắc chế, anh em hãy hỗ trợ họ. Ở dưới phải đang có một team nào đó, có một cái bàn, những cái team bên kia đang chỉ còn chút xíu máu thôi anh em ơi. Đã có một thành viên chết rồi, tiêu dao bên kia chết. Bây giờ con cung lôn bên kia đã búp cái dòng rồi, cái bàn bên kia cũng đã chết luôn. Cung lôn bên kia búp cái dòng trâu quá ông ơi. Rồi cung lôn bên kia đã bể cái dòng rồi, bây giờ cung lôn bên kia cũng đã bị lên dĩa luôn. Một pha úp sọt quá nhanh chóng của team của anh siêu phẩm Tiger. Cái team này là một cái team úp sọt cực kỳ kinh khủng luôn, nhưng mà cũng rất là nguy hiểm. Nếu mà anh em không di chuyển theo team thì anh em sẽ rất là thiệt thòi luôn. Anh em cũng có thể nhìn thấy cái team của anh siêu phẩm Tiger này, anh ta đã di chuyển theo team. Trước khi đi thì anh ta luôn voi cho team là ok anh em chuẩn bị di chuyển nè, khoan qua cái khu khác nha anh em ơi, anh em phải đứng ở đó chờ team. Sau khi mà thấy team bắt đầu tập trung xong rồi đó, anh em hãy di chuyển sang. Không thôi là anh em di chuyển một mình, cái team bên kia tuy nó ít máu nhưng mà có thể nó hội combo rồi, anh em qua anh em sẽ dễ dàng chết lắm á, nên là anh em phải chú ý nha. Đó, di chuyển từ từ, thấy team bắt đầu đi sang thì mình mới bắt đầu di chuyển qua. Rồi ok, ăn được hai khu rồi, cứ farm đi, chỉ còn khoảng mười mấy giây nữa thôi là bắt đầu cái giai đoạn ảo tượng. Để coi cái team của anh siêu phẩm Tiger này có di chuyển sang ảo tượng hay không. Đây có một cái bang đang búp tê đẹp, cái bang đang bị kéo lại, cái bang đã bị khống chế rất là nhiều, cái bang đã bị lóc lên rồi, cái bang đang bị rất là nhiều sát thương, cái bang đã bị lóc lên trời luôn rồi. Anh ta đã không có cái bí kíp khích hám sợ bàn, nên là anh ta chờ đối phương gớt xuống anh ta mới tiếp tục chơi chiêu thôi. Khi mà anh em cầm tiêu dao anh em nhớ chú ý nha anh em ơi, anh em phải lên cái bí kíp thức thám sợ bàn đầu tiên hoặc là thứ hai, mà mình nghĩ là hai cái bí kíp đầu tiên anh em nên chọn cái bí kíp kéo và cái bí kíp thức thám sợ bàn, để khi mà anh em có cái bí kíp kéo anh em hồi máu, rồi bí kíp thức thám sợ bàn để giúp cho đối phương khi mà mình lóc lên á, đối phương gớt xuống liền luôn.
Rồi di chuyển qua bên dưới trái rồi. Bên dưới trái có ai không? Bên dưới trái không có ai. Bình thường nói với anh em là bên dưới trái, bên dưới phải, trên trái, trên phải để cho anh em có thể di chuyển một cách nhanh chóng, dễ dàng. Rồi bây giờ tiếp tục farm lính tà le học bè luôn. Đã có 3 khu chiếm được rồi. Bây giờ di chuyển sang đâu đây? Có một cái tỷ là bộ kích siêu ngon luôn, không chịu ăn ông nội. Ông nội chờ ai vậy? Nhường cho cung lôn luôn. Cung lôn này chắc bạn gái của ông này quá. Tiêu dao mà không ăn tỷ là bộ kích khá là thọ, nhưng mà không sao đâu. Tim ăn là cũng được rồi anh em ơi. Rồi di chuyển sang ở dưới bên cái khu số 13. Hai người kia ở khu số 12. Tuy là chiếm được cái khu số 13 nhưng mà anh em cũng phải cẩn thận nha. Mở rương hay là sao đó anh em cũng phải nhòm xung quanh xem có những đối phương hay không. Rồi di chuyển tiếp nào để xem di chuyển qua đâu. Di chuyển qua bên dưới trái. Rồi di chuyển sang dưới trái là không có ai, không có con mồi nào. Thì tiếp tục farm anh em ơi. Cái team này mạnh quá, bây giờ đi farm không à, không có làm gì hết. Để từ từ, ban đầu thì mình không cần hộ báo đâu anh em ơi. Nếu mà mình hộ báo là mình sẽ rất là uổng phí. Mình gặp những cái team mạnh hơn thì mình sẽ có thể bị sắp mặt rất là nhanh chóng luôn. Ok, có một khí yên đang bị kéo lại, khí yên lại lên dĩa luôn mày. Rất là nhanh chóng, cái team này chỉ cần đứng ăn hôi thôi anh em ơi. Những đối phương nào còn xíu máu hay những team nào còn ít người không có chú ý di chuyển sang những cái khu vực mà có team của anh Tiêu Dao thì sẽ có thể gặp Tiêu Dao kéo lại cùng lồn choáng tà le học me, rồi những anh đó chỉ biết lên bảng thôi. Ban đầu thì anh em không cần hộ báo đâu, mình cứ giữ cái chiến thuật như vậy cũng ok. Anh em di chuyển từ từ đến những cái khu thương nhân, gần hết cái thời gian của giai đoạn thứ nhất thì anh em bắt đầu anh em di chuyển sang thương nhân. Rồi bắt đầu di chuyển sang bên số 3. Rồi bây giờ số 3 đang có người. Số 3 đang có một Tiêu Dao đang bị lóc lên. Rồi bây giờ cái bang đang chạy. Rồi ok, bỏ luôn. Cái team này đang mở rương anh em ơi. Cái team mở rương thì anh ta đang mở gần hết rồi. Nhưng mà cái team của anh siêu phẩm Tiger đã ăn cắp được một cái rương, ăn hôi được một cái rương. Rồi di chuyển sang 2 luôn. Có một bé Trường Ca đang đứng đó. Rồi bỏ luôn, di chuyển sang bên đây. Rồi bên đây đang có một bé đao với một tàn kiếm. Rồi mua hết bí kíp. Ấy còn một cái bí kíp kìa. Thôi bỏ bí kíp luôn rồi di chuyển xuống bên dưới luôn. Rồi dưới đây là chắc chắn sẽ không còn bí kíp cho anh đâu anh ơi. Rồi cố gắng mua đồ đi, mua được bao nhiêu mua. Rồi đã lên được một set 60 và một món 70. Đó, ban đầu vậy là khá là thuận lợi rồi anh em ơi. Rồi mua nhiêu đó được rồi, còn 2 đồng rồi mua gì đó 3. Rồi ok, xin xỏ thành công 2 cái đồng nữa để mua đồ luôn. Rồi anh ta đã lên được một set 60. Rồi đang thăm dò xung quanh. Cái chiến thuật thăm dò xung quanh này tốt nhất là anh em đợi dưới 30 giây. Rồi mình mới bắt đầu mình di chuyển sang xung quanh nha anh em ơi. Tại vì bắt đầu 30 giây thì những cái khu nào nó đóng nó sẽ báo lên. Những cái khu nào không đóng thì nó sẽ vẫn bình thường như vậy. Nên là bắt đầu 30 giây thì anh em bắt đầu di chuyển. Rồi cái khu bên phải, cái khu 12 nó đã đóng rồi. Bây giờ cái khu bên trái, cái khu 10 cũng đã đóng luôn, chỉ còn khu 11 thôi. Khu 11 hiện tại đang có một bé Ngami. Rồi cái ông Công Lôn chắc có vẻ là đang treo máy đi uống nước hay gì đó, đang theo sau cái anh siêu phẩm Tiger. Rồi ok, có một tàn kiếm di chuyển sang, chuẩn bị bắt đầu rồi, bắt đầu cái giai đoạn số 2. Ý, có một Ngami, rồi đã bị khóa rồi, rồi Ngami đã bị kéo lại các kiểu tên le học me, Ngami cũng đã lên dĩa luôn. Đây có một cái bí kíp Phong Nguyễn Tàn Vân, rồi cố gắng kiếm thương nhân rồi kiếm cái bí kíp chiều kéo với lại chiều thức thắm xà bạn đi ông ơi. Mất công là mình di chuyển, mình lóc lên đối phương, rồi mình phải chờ mệt lắm. Rồi cái khu số 11 này là một cái khu anh ta đang bị cô lập anh em ơi. À, cái khu này đang bị cô lập nên là những cái team mạnh nếu mà úp xuống cái team này thì cũng hơi mệt. Nên là các team cũng phải chú ý. Rồi cái phiên bản này là cái phiên bản cũ nha anh em ơi. Tại vì cái... Ý, có một người đang mở gương, có một anh tàn kiếm, một anh bá đao đang bị giữ lại rồi. Bây giờ tàn kiếm đang bị chạy sang bên kia, tàn kiếm đã đặt được cái dòng trường ca. Bây giờ team của anh ta đang bị khống chế rất là nhiều. Anh ta đã bị còn chút xíu máu lướt đi và anh ta đã chạy rồi anh em ơi. Rồi bên mình đã giết được 2 người luôn rồi. Bây giờ bên mình vẫn còn ở khu 3. Bây giờ cái anh Tiêu Dao chỉ còn chút xíu máu, không dám lết qua cái khu 3. Lết qua cái khu 3 sẽ bị tán sấp mặt lờ liền. Nên là anh ta phải chạy rồi. Bây giờ team của anh ta cũng đang chạy về luôn.
team của anh ta đã làm tốt, rất tốt cái nhiệm vụ giết người. Anh ta đã cầu kéo rất là nhiều chiêu của Tàng Kiếm và bắt đầu bên kia ban đầu đã bị dịnh lại. Rồi ông Tàng Kiếm ông chạy luôn, cái ông này ông chạy qua cái khu 2, ông Tàng Kiếm cũng dí theo luôn. Rồi ông Tàng Kiếm dí qua cái khu 3 rồi đặt cái dòng đập ông này sắp bắt lờ, ông này chạy về tóc phái chạy lướt các kiểu tùm lum tà la. Rất là hên cho anh ta, nhờ cái chiều 7x anh ta đã có rất nhiều né tránh đó, nên là anh ta đã chạy thoát an toàn. Rất là hên, bây giờ anh ta đang rất là chăm chỉ farm lính để hồi máu anh em ơi. Bây giờ không có cái bí kíp của chiêu kéo hồi máu cực kỳ lâu luôn, nên là anh em lưu ý tiêu dao anh em phải có một cái bí kíp của cái chiêu kéo là ít nhất đó, để giúp cho anh em có thể tồn tại sống sót, không thôi là anh em đánh cực kỳ mệt luôn. Anh em lưu ý nha, hai cái bí kíp đầu tiên của môn phái tiêu dao theo mình đó là cái bí kíp chiều kéo rồi cái bí kíp thám xà bàn, còn hai bí kíp còn lại anh em muốn lên cái nào lên đó, giúp cho bản thân của mình có khả năng hồi máu từ cái chiều kéo. Rồi thức thám xà bàn khi mình chúng ta lóc lên thức thám xà bàn cái có bí kíp thì đối phương sẽ gật xuống. Rồi di chuyển sang cái số 3, anh ta đang rất là rụt rè để team của mình di chuyển sang, anh ta mới sang chứ mà sang gặp mấy kia vào tay chết ngắt nữa. Rồi ok, bé Nga Mi cũng đã lên dĩa nhờ cái sự khống chế cực kỳ kinh khủng của bà Công Lôm. Bà Công Lôm đang làm cái nhiệm vụ khá là tốt, anh ta đang di chuyển khống chế đối phương cùng với cái sự dồn đam kinh khủng khiếp của ông cái bang. Hai người này đang gánh team anh em ơi. Anh siêu phẩm Tiger đang khá là thọt, tại vì anh ta chưa lên được cái bí kíp nên là máu chưa có hồi được, vì thế anh ta cũng khá là nhát tay. Gặp mình cũng sẽ rất là nhát tay luôn anh em ơi. Ê, Tàng Kiếm đang di chuyển sang, Tàng Kiếm đã bị giữ lại, Tàng Kiếm đang quạt. Bây giờ Tàng Kiếm đang đặt được cái dòng, không phải đặt cái dòng, Tàng Kiếm đã bước 30% máu, Tàng Kiếm đã di chuyển sang cái khu 2. Rồi anh ta đang di chuyển lên khu 11, team của mình đang di chuyển ở khu 2, quên lộn rồi, team của mình đã giết được Tàng Kiếm rồi di chuyển về cái khu 3. Khu 3 hiện tại hình như đang có một cái ảo tượng hay cái gì đó. Rồi có một ảo tượng rồi. Rồi có một người đang di chuyển sang. Rồi anh ta đã rút về rồi anh em ơi. À, cái bàn và Côn Lồn đang rất là hổ báo, anh ta đã giết được rất là nhiều người luôn. Anh tiêu dao hiện tại đang là một cái bình phong anh em ơi, chưa thể hiện được cái sức mạnh khủng khiếp của tiêu dao. Không biết trong tương lai anh ta có thể gánh team hay không, chứ mình thấy là anh ta ăn đồ nhiều nhất, nhưng mà anh ta là cái người chưa làm được cái gì hết. Để coi trong tương lai anh ta sẽ tiếp tục làm cái gì đây. Thấy là phong lính quá trời đó, gần đầy cái máu rồi. Bây giờ lướt sang thương nhân đi, sang thương nhân mình mua đồ, mua bí kíp đồ đi, rồi mình bắt đầu mình quẩy anh em ơi. Ông cái bang nãy giờ làm việc rất là nhiều nhưng mà ông ta vẫn chưa lên được ỷ thiên nữa. Rồi đầy cái máu rồi, xong mở rương đi. Đầy cái máu phải mở rương ăn đồ cái kiểu đi ông ơi. Rồi cứ tiếp tục di chuyển về cái khu số 11, cái khu cũ của mình. Rồi lên được một set 70 rồi. Ok, bây giờ cả team đã lên được ỷ thiên rồi, bây giờ cả team này sẽ làm cái gì đây? Lên được ỷ thiên rồi cũng khá là mạnh rồi, di chuyển đi. Rồi bây giờ sang cái khu bên phải luôn, khu bên phải hiện tại có ai không? Khu bên phải hiện tại đang trống, có một cái rương rồi mở rương luôn. Rồi khu bên phải là một cái khu cục luôn anh em ơi. Rồi mở rương bể luôn rồi, bây giờ mở lại. À, chỉ còn khoảng một phút mấy nữa thôi là kết thúc cái giai đoạn số 2 rồi, team của anh ta đã lên được ỷ thiên. Bây giờ di chuyển sang bên khu thương nhân thử đi ông ơi, để mua đồ. Không có biết kiếp tiêu dao sẽ rất là lỗ. Rồi chuẩn bị di chuyển xuống cái khu số 4. Khu số 4 có thương nhân, khu số 4 không có ai hết. Có một cái rương mua nhanh cái biết kiếp nào. Một cái thức thám xà bàn. Ok, lóc lên thì đối phương sẽ bị rớt xuống nếu mà chúng ta chơi thức thám xà bàn cùng với cái biết kiếp. Rồi lên cái biết kiếp chung thức thám xà bàn luôn. Bây giờ là còn thiếu cái biết kiếp. Ơi có hai cái biết kiếp tiến cấp luôn rồi kìa, ngon. Bây giờ mua thêm hai cái biết kiếp kia là up lên biết kiếp luôn rồi. Mở rương luôn nào. Rồi team của anh ta bây giờ khá xanh anh em ơi. Oh, di chuyển sang khu 13, di chuyển sang khu 3 tại lấy học mẹ luôn. Hiện tại team khá xanh nên là ý có người kìa, hình như có cái bang đã bị lóc lên. Không phải cái bang, bây giờ tiêu dao đã bị lóc lên, tiêu dao đang bị khống chế rất là nhiều. Tiêu dao cũng đã lên dĩa luôn anh em ơi. Trước ê, tiêu dao chưa lên dĩa luôn, cực kỳ ghê luôn. Tiêu dao này hên bà cố luôn vậy. Tiêu dao chỉ còn xíu máu, chấm máu hơn anh em ơi. Gọi tiêu dao đang chạy rất là ghê. Tiêu dao chỉ còn chút xíu máu thôi. Tiêu dao đang lóc lên tàu lao hả mày. Mày tiêu dao đang khinh công tại lấy mày. Tiêu dao hả bưởi, chạy không chạy mà bà đặt lóc lên lóc lét các kiểu. Rồi bây giờ tiêu dao anh ta đã lên dĩa rồi. Ban đầu tiêu dao tưởng sống sót nên là nhây nhây hả bưởi.
ấy có một team nữa kìa, một team nữa đang làm cái gì đây, chỉ còn vài giây nữa thôi, không đánh nhau, không đánh nhau, di chuyển về đi anh em ơi. Hai người kia đang đánh nhau, bây giờ ông này ông đang mua đồ rồi. Công Lôn đang có thể bị chết ngắt, bây giờ Công Lôn làm sao đây? Bây giờ các bạn, rồi các bạn đã lên dĩa luôn, một cái pha sai lầm cực kỳ sai lầm của team anh ta. À, không có thể thống nhất được trong cái dòng này, trong những cái giây phút cuối cùng. Tiêu Dao đã di chuyển sang cái khu số 9, còn cái ông Công Lôn và ông cái bàn vào tranh cái bên cái khu số 2. Thì đối với mình, nếu mà mình di chuyển những còn những cái khúc như thế này thì mình sẽ nói với team anh em đi từ từ thôi. Nếu mà có giao tranh hay gì, mình không có giao tranh, mình phải chạy đi, mình ưu tiên mình qua đây mình mua đồ. Không thôi là mình không mua đồ, mình sẽ mất đồ luôn. Mình mất đồ là mình sẽ rất là thọt đối với những cái team kia. Khá là xui cho cái team của anh siêu phẩm Tiger. Và chia buồn cho anh cái bàn. Anh cái bàn nãy thấy còn có mấy giây cuối à, đầy cây nhưng mà rút cuộc hết máu rất là nhanh luôn. Anh em rút kinh nghiệm nha anh em ơi. Những cái tình huống như thế này anh em phải rút kinh nghiệm. Tuy anh em thấy có những cái sai sót như thế này, anh em có khả năng đánh giá người ta chỉ dở, chỉ ngu cái kiểu con đà điểu, nhưng mà anh em đừng có đánh giá nha anh em ơi. Tại vì những cái sai lầm như thế này là một cái bài học cho anh em xem rút kinh nghiệm, để sau này anh em không có thể nào bị dính vô những cái bài học như thế này. Rất là cay đắng luôn anh em ơi. Rồi, chỉ còn vài giây nữa thôi là cái giai đoạn số 3 bắt đầu. Để xem còn hai người nữa thôi. Hai người này sẽ làm gì đây? Siêu phẩm Tiger có làm nên một cái siêu phẩm tâm ma hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Bắt đầu cái giai đoạn số 3 rồi. Tại nghiệp cái ông Khánh Su kêu quá, bây giờ ổng là cái Khánh Su gì luôn rồi. Rồi, vẫn ở nơi cái khu số 3. Hiện tại ở cái giai đoạn số 3, tất cả những khu xung quanh đã đóng hết trơn luôn, nên là anh em chú ý. Ăn xong đám quái này rồi, để coi di chuyển ở đâu đây. Rồi di chuyển xuống dưới luôn. Chỉ còn hai người này khá là... Ê, có một Ngami, Ngami đang làm gì đây? Ngami đã bị bắt lại, Ngami đã bị lóc lên, Ngami đã bị khất thám sa bàn rồi, Ngami lên dĩa luôn. Cứ là nhanh, rồi có một bí kíp luôn. Ăn cái bí kíp này vô. Rồi, ok. Lên tiến cấp bí kíp, ăn cái bí kíp, vẫn chưa có cái bí kíp của cái chiêu kéo anh em ơi. Anh ta khá là nhỏ. Rồi, hai người thì mở rương, giết người sẽ có rất là nhiều đồ. Nhưng mà gặp team 3 khá là mệt nha, anh em chú ý. Rồi cứ tiếp tục tranh thủ đi farm lính cái kiểu. Còn 5 phút nữa là kết thúc cái giai đoạn thứ 3 rồi, còn khá là nhiều thời gian. Ok, ở dưới cái thương nhân này không có ai. Rồi, không có ai luôn, không có bí kíp luôn, chỉ buồn cho em luôn. Rồi, canh chừng cái kiểu đi. Rồi, xong rồi, không có gì hết thì cứ di chuyển đi anh em. Lên một set 80 rồi, lên được chi tôn rồi, khá là mạnh nha. Cái team này thì anh em combo cẩn thận chút xíu là anh em sẽ rất là bá đạo luôn. Hai người giữ chân đối phương cực kỳ ghê gớm luôn, đam cũng cực kỳ to luôn anh em ơi. Rồi, tranh thủ tiếp tục farm lính. Làm gì đây? Anh ta sẽ mua thủy tinh để cường hóa anh em ơi. Rồi, di chuyển sang bên trái luôn. Bên trái không có ai. Hiện tại do cái phiên bản này là phiên bản khá là không mới, nên là không xem được cái đội hình của đối phương còn bao nhiêu người. Rồi, hình như là ở đây mới có một team quét rồi. Ê, có đào hoa, chỉ còn xíu máu, đào hoa chỉ còn nửa cây máu. Có một cái tỷ lệ bộ kích kìa, ăn tỷ lệ bộ kích đi, rồi từ từ qua ông ơi. Chưa, từ từ. Rồi, bây giờ đang có một team Tiêu Dao, đào hoa với lại con Thúy Yên. Bây giờ Tiêu Dao bên kia đang xả chiêu, Công Lôn bên đây đã búp cái thuẫn rồi. Công Lôn bên đây có thể chạy được hay không? Công Lôn đây đang bị giữ rất là nhiều. Chết luôn anh em ơi, đã lên bảng luôn rồi. Cái anh Tiêu Dao chạy rất là nhanh, thấy bị không chế tà lè me, rồi bắt đầu xách giò chạy bà cổ luôn. Đánh không có được đâu, tại vì cái team của mình không có tỷ lệ bù kích, cái ông này chạy hết chiêu không giết được ai, nên là đánh làm cái gì, không có chạy được. Một cái pha dựng hợp vui vơ chửi chết móc cái kiểu còn là điểu luôn. Nhưng mà để coi cái anh siêu phẩm này ảnh có thể làm cái gì đây. Rồi, ok, anh ta đã di chuyển sang cái khu số 5. Có Emily Baby, một cái nhân vật mà hôm bữa cầm được môn trong video trước đó anh em ơi. Cái nhân vật này cầm đường môn cực kỳ ghê gớm luôn đó nha. Mà không báo với anh em đó là con gái hay gì đó, hình như vậy. Rồi, gần lên đầy cây máu rồi kìa. Rồi, anh Công Lôn đã rất là bức xúc nên anh ta đã LBT luôn, không thèm coi ông Tiêu Dao này, ông đánh luôn, giận hờn vu vơ luôn, lần sau là không cho đi theo luôn. Nhưng mà chắc có thể là nhờ vậy mà ông Tiêu Dao có thể gánh tìm sao, không biết được đúng không anh em. Đi mà ảo tưởng rồi đi ông ơi.
Ảo tưởng đang có khu bình số 6. Mở rương, bây giờ mở rương có rất là nhiều đồ luôn á. Có một team Thuy Yên đã qua với lại Tiêu Dao. Khá là tiếc cho team của anh Tiêu Dao đã không thể nào mà kéo. Ý Tiêu Dao đang qua, ồ cái gì vậy? Ồ bây giờ đang lóc lên, tại Leomer có tiền là bộ kích. Em chết đi em ơi, em đừng có nhây. Giỡn mặt hay em, mày hả mày, một Thuy Yên lên dĩa rồi, một bạn cũng đã lên dĩa luôn, giỡn mặt. Tiêu Dao người ta có cái tỷ lệ bộ kích là hơi bị kinh luôn á, đừng có đùa. Gặp ông này ông chỉ tô mà ông 800 mấy ca là chiến luôn á, giỡn mặt thôi em. Bây giờ chỉ còn Tiêu Dao bên kia, Tiêu Dao bên kia đã tóc váy chạy mất tích luôn rồi anh em ơi. Lên được cái bí kíp chung của Kiều Kéo luôn rồi, hồi máu rất là ghê gớm luôn. Bây giờ có thêm một cái ảo tượng ở bên trên khu số 2 nữa kìa. Anh em né những cái cục chậm chậm nha anh em ơi. Những cái cục chậm chậm này là nguyên nhân gây ra cái thời gian anh em mất rất là nhiều để mà ảo tượng. Anh em đứng ngay cái khúc mà góc 8 giờ rưỡi á, anh em có khả năng mà ảo tượng được. Bây giờ anh Tiêu Dao đang có một cái bức tử, anh ta đang rất là hổ báo chiếm luôn cái ảo tượng của cái anh siêu phẩm Tiger này. Thì cứ đợi ổng mở đi rồi hết cái bức tử của mình có hốt luôn. Ổng không dám mở luôn. Ông Tiêu Dao bên kia có thể là khá là nhát. Thấy Tiêu Dao bên này đã chỉ to mày nên là khá là nhát. Tiêu Dao anh em phải ưu tiên cầm cái tên là bộ kích, nó đam mới nhiều anh em ơi. Nên anh em lưu ý nha, đừng có nhường, ăn cứ ăn hết đi. Tiêu Dao cần tên là bộ kích lắm. Rồi bây giờ có một team Tiêu Dao với là Đào Hoa đã bị tàn phế. Tiêu Dao bên mình đang bị lóc lên. Tiêu Dao bên mình chỉ còn 30% máu, có thêm cái bàn nữa. Tiêu Dao bên mình có thể bị sắp mặt hay không? Tiêu Dao bên mình đã nhảy khinh công được. Tiêu Dao bên mình đang chạy rất là ghê gớm luôn, đã giết được một người. Tiêu Dao bên mình chỉ còn chút xíu máu thôi, hồi máu nhanh lên nào. Bên kia Đào Hoa hình như đã bị sắp mặt rồi anh em ơi. Đã có một người bên kia đã sắp mặt rồi, nhưng mà anh Tiêu Dao bên mình chưa sắp mặt nữa, rất là hên. Anh ta đã lên được võ thánh rồi, giết được một người, đã có 700 xu rồi. Ê, có một Tiêu Dao bên kia, Tiêu Dao bên kia đang thức thám sao vàng. Không phải, Tiêu Dao bên mình thức thám sao vàng, bây giờ Tiêu Dao bên kia mới thức thám sao vàng. Bây giờ mình đang chạy anh em ơi, phải chạy thôi, không chạy là sẽ chết á, đừng có đùa, chỉ còn vài chục giây nữa thôi. Chết, cái khúc này rất là ổng phí luôn. Ê, có một cái bàn bên kia chỉ còn 30% máu thôi, cái bàn bên kia đã chạy thành công. Bây giờ còn 700 mấy đồng xu thì anh em cứ thông thả mua đồ. Nhưng mà tốt nhất là để máu đầy cây cái đi. Tại vì còn một team Tiêu Dao, một team Tiêu Dao với lại cái bàn, nên là cẩn thận. Có một con Tiêu Dao chỉ to mà đó. Ê các bạn rồi, các bạn đã lướt hụt rồi. Bây giờ lóc lên, Tiêu Dao bên kia đang đứng im mở rương. Bây giờ các bạn bên kia đang xả chiêu, các bạn kia khốn long công hụt rồi. Bây giờ anh ta đang nhảy khước khám sao bạn. Bây giờ có thể chạy hay không? Rồi ok, chạy thành công. Rồi hết giờ luôn. À, một cái pha trốn thoát và cầu kéo máu cực kỳ hay. Nhưng mà cũng cực kỳ hên luôn anh em ơi. Anh ta không thèm lên cái phủ mà khạch cấp 2 luôn, để dành tiền mua cái thủy tinh cường quá chơi vậy đó. Giờ còn dư đóng thủy tinh, không thèm mua phụ mang thạch cấp 2 luôn. Đây là một chiến thuật rất là nhức đầu của anh siêu phẩm Tiger. Anh em xem, anh em đừng có bình luận hay là chửi bóc người ta nha anh em ơi. Để có những cái video hấp dẫn thú vị như vậy là phải có những cái tình huống điên khùng ba trận như cái ông siêu phẩm Tiger nữa, giúp cho anh em có những giây phút giải trí vui vẻ các kiểu. Chứ không thôi là đánh hoàng mỹ quá anh em sẽ coi rất là không thích, đúng không? Và có những cái giây phút ngáo ngáo như thế này anh em mới có được những cái gì đó mà vui vẻ hay là giải trí được. Rồi bây giờ chỉ còn vài chục giây nữa thôi là cái giai đoạn số 4 bắt đầu. Thì anh ta chỉ còn một mình, anh ta lên được 1.8 triệu lực chiến rồi, 1.6 triệu lực chiến rồi. Bây giờ còn hai team, một team là Tiêu Dao Chi Tôn, các bạn Chi Tôn, và một team là một con Tiêu Dao Nghị Thiên thôi. Anh ta đã lên được võ thánh rồi thì anh ta sẽ khá là trâu. Bây giờ anh ta đang cười rất là nham nhở, một mình tao có thể giết hết luôn, nhưng mà để xem một đám giết mình hay là một mình giết hết. Chúng ta hãy cùng chờ xem trong vài giây nữa thôi anh em ơi. Rồi cái giai đoạn số 4 chuẩn bị bắt đầu rồi, chỉ còn vài giây nữa bắt đầu. Anh ta đã bị mất cái cục máu rồi, Tiêu Dao bên kia đã ăn cục máu. Tiêu Dao bên kia đã lên được chi tôm rồi. Bây giờ con cái bàn đâu rồi, mấy ông mất tiêu rồi ông ơi, kéo hụt rồi. Cái bàn đã bắt đầu chơi chiêu cái bàn búp tí đẹp. Bây giờ Tiêu Dao còn xíu máu này, là cái con bạn của thằng cái bàn á anh em, cẩn thận, từ từ thôi. Cái bàn đang chạy vòng vòng. Bây giờ team hai người bên kia đang khá là thọt anh em ơi, tại vì chỉ còn nửa cây máu thôi. Hình như bên kia đang quấn lộn, ông bên đây ông đang chờ thời để coi. Rồi anh ta đã khước khám sao bàn thành công, anh ta đã giết được một mạng của ai đây, một mạng của anh cái bàn hay gì. Rồi một pha rất là ăn hôi của cái ông này. Bây giờ hai ông kia ổng đang giết nhau,
cái ông này ông đang bị lóc lên rồi anh em ơi, nhưng mà không sao, anh ta đã 2.1 triệu lực chiến rồi. Anh ta có thể giết được hai hay không, một cái pha làm lên lịch sử hay không? Rồi ok, nhảy khinh công thảy mày, nhảy khinh công các kiểu rồi chơi hất khám sao bàn một cái double kill luôn. Rồi ok, cuối cùng anh ta cũng đã vô địch tâm ma ảo cảnh với cái sự tức tuổi của hai ông bạn chết ngắt rất là sớm. Và video của mình chỉ đến đây thôi nha anh em ơi. Nếu thích video này các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông, cái nút kia chuông cái bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha anh em ơi. À, anh em lưu ý là những cái video của mình sẽ có những cái khúc mà anh em đánh sai lầm hay là anh em bị mắc lỗi, nhưng mà đó là những cái bài học giúp cho anh em rút kinh nghiệm. Anh em đừng có comment chửi bới hay là anh em trách móc người ta, tại vì cũng tại nghiệp người ta anh em ơi, người ta cũng muốn cống hiến, muốn đi tâm ma tốt hơn, nên là mình làm video cho anh em xem những cái lỗi như vậy, anh em có thể xem đó là bài học rút kinh nghiệm. Rồi ok, xin chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.